Good morning, Thi. Good morning, anh Điền. It's a Capitol Hill. Các bạn thấy không, đây là đại diện của các tiểu bang Texas, Maryland, từ French, Missouri, Virginia, Arizona, Nebraska. Oh, Kansas here. Kính thưa tất cả quý quan khách, quý đại biểu, tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần, cũng như tất cả quý vị đã tham dự đến đây. Chúng tôi chương trình sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút nữa. Nebraska. Theo cách sắp xếp của ban tổ chức thì chương trình sẽ được bắt đầu Phật bằng giáo, việc cầu nguyện Công giáo và sau đó là phần is Kansas here. Hello Kansas. New York, Michigan thưa chú. Is Illinois. Hey, chào xin đi. Thưa thầy, thầy nói chuyện đi thầy. Cháu đang đây. Hôm nay là ngày lịch sử tất cả toàn dân chúng ta. Đây là Hòa thượng Thích Minh Tiên. Để nêu lên một cái chính nghĩa mà mình đòi hỏi tất cả những phần trong nguyên thủ quốc gia ở thế giới, ở Hoa Kỳ hãy ủng hộ mình ở sau chính nghĩa của toàn dân Việt Nam, giải thể chế độ cộng sản, giải thể bảo quyền cộng sản để xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, quốc cường. Và nơi đó mỗi người Việt Nam đều có quyền sống đẹp đẽ và cao cả như một con người. Dạ, hảo. Quyền tự do tư tưởng, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tôn trọng tất cả các giá trị và nhân phẩm của con người. Dạ, kính chúc cho cái buổi biểu dương tinh thần lực lượng của người Việt Nam ngày hôm nay thành công. Cảm ơn thầy. Thưa chồng. Đây là đại diện cho cao đài Tin Lành. Đây là phó trị sự Việt Hùng, Trần Việt Hùng đến từ Canada không? Cảm ơn dạ. Ở ngoài đẹp trai hơn. Dạ. Dạ dạ được. Xin giới thiệu dạ. Đối với cộng sản là hai tôn giáo là theo Pháp, hai Tin Lành là theo Mỹ. Thực sự ra rồi bây giờ ngày hôm nay chúng ta thấy căn cước của Việt Nam Cộng hòa cũ của chúng ta đó, không có đề cái chữ tôn giáo gì, không có đề sắc cái gì, đặc biệt cái căn cước của Việt Cộng á, gọi là cái nhân dân á, sau á là cái đề tôn giáo là gì, phân biệt tôn giáo rõ ràng đó, cái đề sắc tộc là gì, cái đề sắc tộc rõ ràng trong bao nhiêu Việt Nam như chúng ta có năm cũng sắc tộc, nó sắc tộc để làm cái gì, họ tôn giáo để làm cái gì, rõ ràng là nó phân biệt tôn giáo, dạ, chúng tôi mình đang đề chúng nói là tiếng có tự do tín ngưỡng, tự do về ngôn ngữ, tất cả sắc tộc để bình đẳng với nhau, không có hòa bình ở đây. Dạ, xin cảm ơn. Cho chú kính lời chào đi chứ. Chú đến từ đâu chứ? Dạ, cảm ơn chú. Chứ thưa quý vị, thấy một sư Yên Nghi đứng hướng nào ạ? Dạ. Ngày hôm nay, trong sư tinh thần kết hội đồng các sắc tộc và tôn giáo Việt Nam là một tiếng nói hợp nhất, thống nhất, toàn thể sức mạnh dân tộc tổng lực. Quý vị đại diện cho thúc đẩy những việc ông Solo đã ghi xin sự đạt được trong năm nay. Dạ, dạ xin cảm ơn chú. Cháu, dạ. Xin chào chuẩn bị để mà bắt đầu cái xin chào đây ông bạn thôi trước đi. Dạ. 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 Và đấu tranh vì nhân công lý, mà cái tổ chức này là do sư Nguyễn Công Chính. Xin chú giới thiệu chú tên gì chưa? Tôi tên là Lê Thành Quang. Đến từ dạ cảm ơn chú. Tôi xin chào tôi tên là Vũ Đình Trưởng. Tôi là phó chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California và tôi đến từ California, San Jose, California. Tôi đến đây ngày hôm nay là cùng với tất cả bà con Việt Nam từ khắp nơi, các tiểu bang, rồi từ Canada,
và các nơi khác nữa. Chúng tôi đến đây cùng một lòng để mà cầu nguyện cho hòa bình, tự do và tôn giáo cho Việt Nam, cùng với tất cả các sắc tộc thuộc sắc các sắc dân trong quốc gia Việt Nam. Xin cảm ơn dạ. Chuẩn bị nha. Ok, cháu xin chào, xin chào các bạn. Dạ. Dạ, chúng xin kính gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đồng hương, toàn thể ban lãnh đạo công giáo và tất cả các đoàn và lãnh đạo của các công giáo đã đến đây tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn chú. Chú kính chào. Yeah. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I'd like to welcome everyone here on this very special gathering. Our program is going to begin at exactly 8:30. I'd like to invite all of you. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn. Yeah. Yeah, thưa chú, xin chào chú. Chú đến từ đâu chú? Cảm ơn chú. Xin lỗi chú tên gì chú? Đến từ California. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ, xin chào chú. Dạ, cháu cảm ơn chú. Dạ, xin chào chú. Xin cảm ơn chú. Dạ. Hưởng ứng lời kêu gọi của linh mục, quản lý toàn dân tổng biểu tình, cũng đào thải chế độ đổi trói cho dân tộc Việt Nam. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Nhà sư xin bảy quý vị sắp hàng để làm lễ. À, trong cái phần tổ chức cũng chúng tôi cũng xin xác có thêm chúng ta có thêm Cham Ahia và Cham Islam. Chúng tôi cũng xác nhận là ông Trần Quang Sĩ đại diện cho đạo Cao Đài và bà Nguyễn Ngọc Sĩ thì chưa đến đây đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo. Nghi lễ chúng ta sẽ bắt đầu trong chốc lát, cho đến giờ bắt đầu. Nếu mà quý vị nào chưa xuất hiện thì ban nghi lễ vẫn tiếp tục làm cái lễ cầu nguyện và sau đó là phần lễ chào quốc kỳ sẽ bắt đầu lúc 8:30. À, quý vị xin mời các vị lãnh đạo tôn giáo chúng ta cùng bước lên đây để chuẩn bị cho lễ cầu nguyện. Chúng tôi như cô Tô Châu, 32 sắc tộc và 7 tôn giáo cộng đồng người Việt đến đây ngày hôm nay tổ chức một cái hội nghị cho hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam. Tại vì cái hội nghị này rất là quan trọng. Nam mô Ta Sư Arahato Samma Sambuddho. Nam mô Ta Sư Arahato Samma Sambuddho. Nam mô Ta Sư Arahato Arahato Nam mô Sambuddhassa. Kính lạy Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác, đại từ đại bi,
là nguồn sáng của tất cả nguồn sáng, là đấng yêu thương của tất cả sự yêu thương, là đấng ban nguồn ân sủng cho muôn loài chúng sinh vạn vật trong càn khôn vũ trụ, là cha lành của chúng con, là thầy tế độ của chúng con. Ngày hôm nay, đại diện toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân các sắc tộc anh em, đại diện toàn thể các tôn giáo và chúng con, những người Phật tử xuất gia và tại gia tại Hoa Kỳ, trên thế giới, cùng trong nước Việt Nam, đồng nhất tâm nhất trí, xin cầu nguyện lên đấng toàn năng, toàn giác, toàn đức, toàn nhân, bản cho dân tộc chúng con được tự do, hạnh phúc, phú cường. Hãy ban quyền lực, sự sáng suốt, sự vinh hiển cho toàn thể dân tộc và đồng bào chúng con. Mau dùng quyền năng của người để dẹp tan màn hắc ám vô minh đã che mờ trên đất nước chúng con cả một thế kỷ nay. Hãy dẹp tan sự bất công, sự tội lỗi, sự ác chướng mà chính quyền và chế độ nhà cầm quyền cộng sản đã đàn áp, đã bày đặt lên đầu lên cổ của nhân dân chúng con. Nguyện hồng ân của Đức Phật từ tôn ban cho dân tộc Việt Nam và tất dân tộc đang sống ở trên mảnh đất quê hương hình công chữ ớt trong lòng của mẹ Việt Nam, và ban cho các dân tộc trên thế giới được sống trong tình yêu thương, trong hòa bình, trong hạnh phúc, tự do, an lạc, phú cường, sống với tất cả ý nghĩa đẹp đẽ và cao thượng của con người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. I vow that this merit view upon the Buddha Pure Land, repent for kinds of kindness above, as in those below in the tree path of suffering. May those see and hear offering for the Bodhi. And when this retribution body done, be born together in the land of the Buddha. I take refuge in the Buddha, vowing that only in being understand profoundly the right way and bring forth the body mind. Namo Buddhaya. I take refuge in the Dhamma, vowing that all living beings represent the sutra treasury and have wisdom like the sea. Namo Dhammaya. I take refuge in Sanghaya, vowing that all living beings form together a great assembly, one and all in harmony. Namo Sanghaya. Thank you.
luật, do tôn giáo, do gia đình, do tổ quốc, do quốc quê hương đất nước, còn những dân tộc phải bao lại những nhân phẩm, những nhân quyền cho con cái của con tổ quốc, nên quê hương cho những con đất nước sống với tinh thần con cả hai con cái, con cầu xin nhân dân Kitô luôn con. Jesus, most merciful. All thanks to God and praise to God. He created the earth and the heaven. Our Lord, accept His service from us and grant us the mercy from your presence. Blessing and suffer's right conduct in our plate with peaceful justice and religious freedom. Amen. God con now pak po lo. Pop jak kecing api dunia pon akhirat. Po ambil tenam dan po kah dua po jak kecing po rongka. Jadi kau di po tetan berai tapi pandem hukum hari ini untuk jatuh mota ini kau tipu tetan berai jalan tahkai dan hati hukum nak sangkuli ke kongsi orang hukum tombok hari ini ini kau tipu lai ke kongsi pandem ku sempurna dan jauh tahkai pun jenung kau nak tutup sampai ya Allah Ta'ala. Amin. Chung sống trên đất nước Việt Nam và khắp thế giới được an bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Ni hằng hay sang tổ ân hoa, hằng hay li kê tu sư, con long anh chăm ba, tổ thái đông ít gia ni, câu vô sắp lang can sông, ô tề bị pha, ngọc khôn ca. Mình cấm cái đi tự nhiên không sai. Râu. Ô kinh nôn trăm ba song a phi hám hồn hạc trăm ba to lo mặt tai li hi thì tập la chợ cơ vợ lại lima rup ca bằng sa ta nư ya li cao thì cao po tôi mong tôi dơ tôi bạch chạ bạch chùm ca a phi nư trăm đó thì có bỏ tận nơi này thâu anh hết là năm cậu thâu cùn bắt tôm xa thụ hạt tài xa công hạt tài thâu tài tùng riêng bà cậu thâu khi
là trung rưỡi thông thùng bắt sai mũ cây chế vợ lịch cao thì rau bô bô bày ca phạp răn châm ngã băng hưu cái nước chừng mới ta chắc a thả ra hà la dạ dung dùng bà tôm dâu bà rà bô thì ya dâu cha rô bà a nư mư ôm ta cho thọ ôm ta răng lì câu thì rau bô song thồng a nư ta cho chăm ba chàng dâu a pi a nư tùn ya thúc sam chấp cà rô hà nim phôn sụ sạ hê lê lì kê mật rư lì bầu thôn tạm mư thôn. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng tôi là Liên Hiệp Hội Thánh Em Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại, kính chào quý khán giả, quý chư đạo đức, kính chào quý truyền thông báo chí. Tôi là người Việt Nam cho nên cho tôi sử dụng cái tiếng Việt trong cái lời cầu. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng Kim Gió Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quang Thánh Đế Quân. Trước hết là chúng con cùng hiệp thông với lại tất cả các tôn giáo lớn có mặt ở đây để mà kính dâng lên Đức Thượng Đế, Đức Chúa Trời, các đấng Phật Tiên Thánh Thần. Chúng con cầu xin cho tất cả chiếu cố đến cái dân tộc Việt Nam nghèo khổ đang bị Cộng sản áp bức và bọn vô thần vô lại rất là ác độc ngự trị trên đất nước của chúng con. Chúng con cùng với riêng tôn giáo để cầu khẩn các đấng ân trên độ trì cho Việt Nam phải có tự do tôn giáo, phải có tự do nhân quyền cho tất cả cái người Việt yếu của chúng ta, và cầu xin ân trên cho Cộng sản tan rã. Kính lại ân trên. Cuối lời, chúng con xin cầu nguyện ân trên ban bố học ân cho tất cả quý vị ở đây được sức khỏe dồi dào, được an lành và được hưởng một cái cuộc sống vinh hoa, để quý vị luôn luôn ủng hộ cho cái người dân tộc yếu hèn của chúng ta bị áp bức lâu đời rồi. Bây giờ chúng ta phải cởi bỏ giùm cho họ. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính chào tất cả quý vị. Tôi tên là Cao Bông Bà Đạ Sư. Và đây là lời của Đức Chúa Trời. Câu vị la cả dĩ dàng, yêu yàng nạc chữ trang đê ga, tệ la đập cử ngư, thì miền Nam Việt Nam. Môn nay câu sẵn lăng lê đề đủ, chí làm dùm ra. Lê yàl lê cả thầy cử chú, e lăn bụ bạ em sẽ sân này. E lâu hình làm lê. English lên anh con sang blue tại đây đây. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will give their sin and will heal their land. The Chronicle 2. Chapter 7 and verse 14. In Rade English, Rade language, sorry. Tơ đa phung buồn sang câu, rằng pia hong an an câu, bì loa gũ đi nhu bù. Wa lạch lẹ nân tua bộ ta câu, lẹ nân lùi e lăn so đi nhu. Lạc nân câu sang mự, mừng a đi, bà bre kê so đi nhu, lẹ nân bì lao, lăn cha ra đi nhu. Thưa quý vị, Hội Thánh Tin Lành Thượng Cao Nguyên miền Nam Việt Nam đã từng sống trải qua gần một thế kỷ, và con cái của Chúa đang tôn thờ Đức Chúa Trời là cha của họ,
nhưng mà không được may mắn, họ bị áp bức mọi mặt. Cho nên hôm nay chúng ta có mặt tại đây, chúng ta đồng lòng hiệp nguyện, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cầu nguyện cho dân tộc cao nguyên và cầu nguyện cho tất cả người đang sống ở trong vùng bị áp bức, để cho họ được giải thoát và ban cho họ có một cái sự tự do thịnh vượng mọi mặt. Aranhin có lộ làm huyết cực lệ đề giới dĩ dàng phung rơi dừng nạc chí trang hạt tiếp tế là đặc cực ưu chí trang miền Nam Việt Nam phung rơi miun mạ tụ lê lê đạo bắt chăng xa thay kỷ, tức là 100 năm. Rõ, lấy đạo thì là đập cực ngư. Màu lưu lấy đi kỳ ar. Bê đá ảm mô miun ô. Rõ, cơ tư dọa lê nâng kỳ rai. Tư lực trú tì hồi này, rê ảm mô mô kê đập ảnh nàng. Vìa xin nâng kê đi kỳ tin mùng này. Cùng đời xa ai, hoa lại cơ ai đi. Bê ai đi bìm lý dì dàng kê kê khả nạp lê nâng bê kê rê mô kê hạt điếp chạp dịn. Sơn mục này có qua lại, and now I pray. Dì dàng tôi sẽ ai biết là hồng cầu. Ai đi à mà mời, bìm đi là chắc có ý. Vì ai khắp hôm mới à mà mô cần hà lô. Tôi ý kẹo kê hôm mới, ai chai hôm mới gần lùm ta kê 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 nạp. Hật tiếp ta tệ là đập ngư chữ trang tại miền Nam Việt Nam. Rãn hình hôm mới tên này, bích cực bình, dì dàng dòng đời mai đời. Tùy hệ trú tên này sẽ ai bìm quốc. Wat Việt Nam, Wat Phung, Canada, Lenin, Wat Thông Mêm, Sẽ Mơ. Vì đã hâm mươi hạt đơ rùi của bốn sang, thì là đập ngư chị Trang. Bởi có tình yêu mộc lệ ý nghĩ. Bởi có tình yêu mộc lệ hạt đếp. Bởi có tình yêu mộc lệ xoay pral. Bởi có tình yêu mộc lệ giấc dinh. Sẽ si. Ý phụ bởi lệ mộng ế lâu đi. Rà nè hình tình yêu lùi chế giang tôi giấc ảnh ảnh. Bởi ý bởi rùi rùi của hâm mươi. Bởi giấc ý. Tôi ý làm cái nút cái nào thì chả mì hồi này. Bộ ninh nát tổng thống Trump vật dí dàng phung Congress quốc hội vật dí dàng lần là mì này. Họ đơ rồi biết cơ quân sáng mới độc tú với cái nạp nhài. Sẽ nên có mì ơ dí dàng mới tới này lẽ nên vật quân sáng thì là đập ngư chữ trang vật dí dàng bọa mê sáng ngạ hồi này. Vì mì là chắc tự ý và lại thăm anh anh khói anh mê Giê-xu Christ. Amen. Trước khi chúng ta vào chương trình chào cờ Mỹ và Việt, Thara Thu xin nhắc lại một lần nữa chúng ta đã trễ, do đó quý vị phát biểu xin ngắn gọn, bởi vì Thara Thu sẽ có timer đằng sau và chúng ta phải cắt ngắn gọn trong vòng 1 cho 2 phút mà thôi. Xin mời MC Quyên Quyên và Mục sư Dương. Chúng tôi cầu xin ơn trên nhận lời cầu nguyện của tất cả những vị lãnh đạo tôn giáo ngày hôm nay. Và để tỏ lòng cảm kích của chúng ta đối với những người lãnh đạo đã bỏ công đến đây để cầu nguyện, dâng những lời cầu nguyện cho tấm lòng của chúng ta đối với quê hương dân tộc Việt Nam. Quy Quyên xin mọi người cho tất cả những người đến đây một tràng pháo tay thật lớn cho tinh thần của họ ngày hôm nay trước khi chúng ta... Sau đây, xin mời chúng ta tự tiện để tiến hành nghi thức lễ chào cờ. So let us be ready to have the U.S. ceremony flags rising right now, and let us put our hand in our heart together as we are going to celebrate. The national. Also have a moment of remembrance of those who are fighting for peace, freedom, and justice. Let's begin right now.
to say thank you for all of the delegates come from different states of the United States of America. We also want to say thank you for the delegates who come from Australia, also from Canada, from French and many nations of the world. We also thank you so much for all of the leaders who are coming together and represent from all of the world religions here. Let us give them a big hand together. Một lần nữa chúng ta cũng cảm ơn tất cả những đại biểu đã đến từ các tiểu bang khác nhau ở tại đất nước Mỹ, cũng và các những đại biểu đến từ các nước quốc gia ở tại Úc Châu, ở tại Canada, ở Pháp và các nhiều quốc gia nữa. Chúng ta cảm ơn quý vị và chúng ta cũng cảm ơn tất cả những đại diện của tất cả những lãnh đạo của tất cả những tôn giáo. Họ đã cầu nguyện và bày tỏ tấm lòng của họ đối với chúng ta trong buổi sáng này. Và một lần nữa xin cho họ một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Và sau đây, Quyên Nguyên rất hân hạnh được giới thiệu người trưởng ban tổ chức hội nghị đa sắc tộc, đa tôn giáo ngày hôm nay. Ông ta là chủ tịch Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Việt Nam, tốt nghiệp cử nhân thần học viện, tốt nghiệp cao học mục vụ, và ông có hơn 28 năm hoạt động tranh đấu cho nhân quyền và tôn giáo Việt Nam. Và ông cũng là tù nhân lương tâm tôn giáo từ năm 2011 cho đến năm 2017, được chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh ra khỏi tù và đến Mỹ năm 2017. Quyên Nguyên xin quý vị cùng chào đón Mục sư Nguyễn Công Chính. Let's welcome Pastor Nguyễn Công Chính. He is also the chairman of what we call the Council of Peoples and Religion of Vietnam. He is also the chairman of the United Protestant People of Vietnam. He's graduated from the Bible School. He's also holding his master's degree, and he already working for the 28 years for freedom and for the human rights of the people. Let us once again welcome Pastor Nguyễn Công Chính to deliver his speech. Trước hết chúng ta cảm ơn Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Xin kính chào quý vị lãnh đạo các tôn giáo Việt Nam. Xin kính chào quý vị lãnh đạo các sắc tộc Việt Nam đang có mặt hiện diện tại nơi đây. Lời đầu tiên, tôi phải tạ ơn Chúa trước và sau đó cảm ơn hết thảy quý vị đang có mặt tại mảnh đất tự do. Điều đặc biệt sáng hôm nay chúng ta có mặt tại nơi đây và chúng ta nói lên điều gì, chúng ta thấy những gì và chúng ta cần phải làm gì cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong thời điểm hiện nay. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của quý ông bà anh chị em đang có mặt ở đây, các lãnh đạo tôn giáo, các lãnh đạo sắc tộc đã nói lên cái ý nghĩa đó là tinh thần dân tộc và tình yêu thương của các tôn giáo được gắn kết với nhau. Và chúng ta có mặt ở đây để nói lên tội ác của Cộng sản, chúng ta nói lên cái sự tự do cho dân tộc Việt Nam, và chúng ta phải đấu tranh bằng hành động. Đất nước Việt Nam của chúng ta phải được tự do. Thưa quý vị, sau năm 1975, đất nước Việt Nam của chúng ta đã rơi vào tay của Cộng sản. Và Cộng sản đã cai trị trên đất nước Việt Nam 43 năm. Tất cả những cái sắc tộc từ Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ đã bị đàn áp có tính dã man. Những buôn làng bị xóa sổ, những mảnh đất bản địa của người thượng bị cướp và làm những cái đồn điền cao su, cà phê để làm giàu cho những cán bộ quan chức của Cộng sản, và đẩy cái cuộc sống của những người thượng thiểu số đến đường cùng, phải chạy tị nạn, và có nhiều người phải chết trên rừng. Và đối với người Kinh ở đồng bằng sau năm 1975, họ phải chạy tị nạn và nhiều người đã chết trên biển, chết nhiều lý do khác. Và chúng ta cảm ơn Thiên Chúa và cũng cảm ơn nước Mỹ đã giúp đỡ cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta hiện diện ở đây là có 32 sắc tộc và 7 tôn giáo.
chúng ta nói lên cái điều đó. Và sáng hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chúng ta nói lên tiếng nói lương tâm, tôn giáo và dân tộc. Chúng ta đấu tranh cho vấn đề hòa bình, công lý, tự do và cầu nguyện đem tất cả những phước lành về cho dân tộc Việt Nam. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị. Và tôi thay mặt cho 32 sắc tộc Việt Nam đang có mặt ở đây và 7 tôn giáo đại diện cho 95 triệu dân Việt Nam công bố lễ khai mạc hội nghị Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam bắt đầu. Thank you so much, Pastor Chin. And as a recap, he wants to say thank you to God Almighty, the God who created the heaven and the earth. He also wants to say thank you for all the religious leader who represent the seven world religions here together with us this morning. And he also addressed that we need to fight and we need to seek for the freedom and the human rights of the people. And after 1975, that we know that the Vietnamese communists already took over. And for 43 years, there are many things happened to the disappointed and also not in favor of the people, especially the minorities. So we see that the minority was persecuted. Many villages have been disappeared. And also the lands were taken for the prosperity of the corrupted leaders. And many people have to go exile, have to go on boats as a boat people. Many people die in the forest or in the sea. They have to suffer a lot. But we thank God the Almighty and we thank America that will help all of the 32 minorities and the seven religions of the world to come together today. So with that reason that we are coming and officially we are announced for the beginning of the Council of People and Religions Conference of Vietnam today. Thank you. Dạ, trước khi mời MC Quyên Quyên giới thiệu phần tiếp, chúng tôi xin welcome Maria, Princess Maria Amor, UN Human Rights Embassy đã đến với chúng ta. Xin cho tràng quá tay để mà chào đón công chúa Maria Amor, đại sứ lưu động của Liên Hiệp Quốc. Và tiếp kế tiếp xin mời Miss Quyên Quyên. Và sau đây Quyên Quyên xin mời ông Andrew Từ, ông ta là chủ tịch Hội đồng Phát triển Dân tộc Champa, đại diện dân tộc Champa. Xin một tràng pháo tay để chào đón ông Andrew Từ. Good morning, ladies and gentlemen. I, on behalf of my organization, to welcome all of you present today in front of the Capitol Hill. So first, I would like to thank Pastor Nguyen Công Chin and the organizing committee for having me and the special guest here to join the conference of the people and religious freedom in Vietnam. It's great honor and privilege to me to be invited. Let me take this opportunity to share with you about the Cham people background. And I'm going to speak Vietnamese after this. Kính chào quý vị có mặt hiện diện ngày hôm nay. Tôi xin tóm lược một số ý về người Cham. Champa là gì? Ai là người Cham? Champa là vương quốc nằm tại trung phần Việt Nam. Nó ra đời vào thế kỷ thứ 2 dương lịch và sụp đổ vào thế kỷ thứ 18. Sau nhiều thế kỷ chống lại sự bành trướng quân sự của Đại Việt, cuối cùng Champa sụp đổ vào năm 1832. Mất tên trên bản đồ thế giới trước sự du tàn thần dân của vương quốc Champa di tản qua các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan, Mã Lai, Indo và hải đảo Hải Nam Trung Quốc. Xác suất thống kê vào năm 2017, ước lượng dân số người Cham trên thế giới là trên 500.000 người. Đa số sống tại Campuchia,
300.000 người và Việt Nam 180.000 người. Sau đó các nước khác như Mã Lai 20.000, Thái Lan 5.000, Hoa Kỳ 10.000, Lào 5.000 và đảo Hải Nam 10.000 người Chăm. Dưới thời của chế độ cộng sản tại Campuchia, khoảng 125 người Chăm trong tổng số 250.000 người bị giết tại Campuchia. Nói về tôn giáo, người Chăm có 3 tôn giáo. Một là Hồi giáo, hai là Ahiên, ba là Awan giáo. Và giữa thế kỷ 11, Vương quốc Champa phát triển thịnh vượng, buôn bán với các nước láng giềng. Con buôn từ các nước Ả Rập tại miền Trung Đông là những người đầu tiên mang Hồi giáo đến đất nước Champa. Trước đó, thần dân của Champa đi theo những tín ngưỡng Bà La Môn và Ấn Độ. Đến thế kỷ thứ 14-15, Champa không những là trung tâm thương mại đối với Trung Quốc, Ấn Độ và còn có sự văn giao chặt chẽ với thế giới Hồi giáo tại Đông Nam Á. Đến giữa thế kỷ 17, tỷ số Chăm Hồi giáo trở nên đa số trong vương quốc này và ngay cả trong triều đình. Sau sự sụp đổ vương quốc, nhiều người Chăm Hồi giáo đã di tản sang Campuchia, Mã Lai, đảo Hải Nam. Những người còn lại bị thâu nạp vào cơ cấu hành chính của Đại Việt cũng giống như nên biết là những người Chăm Hồi giáo thời xưa mang gốc gác từ Chăm Bà Ni, một sản phẩm của phối hợp giữa Hồi giáo nguyên cơ và phong tục tập quán bản địa. Sự chuyển đổi từ Chăm phối hợp giữa những nguyên cơ và phong tục tập quán địa phương Chăm Bà Ni đến Chăm Hồi giáo đã xảy ra tại Campuchia qua những năm bồ đạo du học tại Mã Lai. Sau đó bắt đầu từ thập niên sau, cộng đồng Champa Bà Ni tại Trung Phần Việt Nam vào thời năm 1960, sự chuyển tiếp càng tăng nhanh vừa bùng nổ dầu hỏa tại Ả Rập Saudi. Nói về Chăm Bà Ni, đạo Bà Ni là một biến thể của Hồi giáo chính thống, phong tục tập quán và thờ phượng tổ tiên. Nói về Chăm Ahir, ở Việt Nam thường gọi là Chăm Bà La Môn. Hiện nay, dân số Chăm theo tín ngưỡng Bà La Môn ước lượng vào khoảng 80.000 người. Tín ngưỡng của Chăm Bà La Môn không phân chia giai cấp rõ rệt như Bà La Môn của Ấn Độ. Theo truyền thống, giới tu sĩ Chăm Bà La Môn được chia thành 3 cấp bậc: cấp cao nhất, sư cả và được gọi là Po Ahir, sau đó là Po Tepa. Tình hình hiện nay, mặc dù dân tộc Chăm tại Việt Nam chính quyền công nhận là một trong những 54 dân tộc thiểu số, nhưng Chăm Bà Ni, Chăm Bà La Môn và Chăm Hồi giáo vẫn bị đàn áp và tôn giáo, về tôn giáo, nhất là về tự do tôn giáo. Trong lĩnh vực quan tâm, hiến pháp của nhà nước và công nhận tôn trọng bảo đảm sự tự do tôn giáo và tín ngưỡng của dân tộc thiểu số, tuy nhiên họ không bao giờ áp dụng, họ không bao giờ tôn trọng về hiến pháp của họ. Cộng đồng người Chăm Bà Ni, Chăm Bà La Môn và Chăm Hồi giáo là một cộng đồng rất nhỏ, sống mang tính cách rất cô lập trên đất người, trong nước và trên hải ngoại. Vì thế những người đã đấu tranh trong cộng đồng này bị giới chính quyền thờ ơ, ngay cả những nạn nhân trong cộng đồng này thì bị đánh đập, bắt bớ hay giam cầm cũng không ai để ý đến. Kỳ thị văn hóa và kỳ thị tôn giáo dưới thái độ của người Kinh và vấn đề xảy ra rất thường, ví dụ như không cho phép những người phụ nữ Hồi giáo đội khăn đầu nơi làm việc hay những người đàn ông Hồi giáo mang sổ đăng thì bị gán cho là BD. Trong vấn đề yêu cầu chính quyền Việt Nam công nhận dân tộc Chăm và dân tộc bản địa có chiều dài lịch sử và văn hóa lâu đời tại Việt Nam, dân tộc này được bảo vệ bởi tuyên ngôn của dân tộc bản địa của Liên Hợp Quốc đề ra năm 2007. Yêu cầu chính quyền Việt Nam thực hiện tôn trọng bảo đảm sự tôn giáo và tín ngưỡng của dân tộc thiểu số, được công bố trong Hiến pháp Việt Nam. Yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng sự tự do quản lý tôn giáo trong nội bộ cộng đồng Chăm, không nên dúng tay vào vấn đề tín ngưỡng của họ. Và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả lại quyền sở hữu tháp Chàm hiện đang bị nhà nước trưng dụng thành trung tâm du lịch cho người Chăm. Tháp Chàm không những là di tích văn hóa mà còn là giá trị tâm linh được dân tộc Chăm tôn trọng. Dù cho là trung tâm du lịch, nó phải được quản lý bởi dân tộc Chăm.
tẩy sạch nạn kỳ thị tôn giáo và sự quan liêu tôn giáo bằng cách đề ra chính sách giáo dục nhấn mạnh sự tôn trọng giữa tôn giáo khác nhau, trừng phạt nặng nề những kẻ vi phạm và kỳ thị tôn giáo, bảo đảm một xã hội bình đẳng và công bình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú Andrew T rất là nhiều. Đó là chủ tịch là phát biểu của chủ tịch Hội đồng Phát triển dân tộc Champa. And the next one we are going to introduce Mr. Nayrong. He is president of the Montana, or is also the representative. Would you please just back very short? And chúng ta sẽ rất là vui mừng có giới thiệu ông Nayrong là giám đốc nhân quyền Montana, đại diện cho 28 sắc tộc người Phượng, người Thượng. Chúng ta xin cho ông ta một tràng pháo tay và đón chào ông để thuyết trình. Hello. Chắc có lẽ tôi sẽ nói bằng tiếng Việt vì thời gian nó quá ngắn, nhưng mà tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng mà tôi phải nói bằng tiếng Mỹ thì chút ít. Ladies and gentlemen, I represent 28 tribe of the Mountain Yal indigenous people in the Central Highland of Vietnam. First of all, I would like to thank you for opportunity today. I would like to share a little bit about the Mountain Yal background. The Mountain Yal Central Highland, we have two groups. One group, Mon Khmer, they come from the Burma. Another group, Malayo Polynesian, come from the in the island and Indonesia. Prior to 1800, the Mountain Yal living in the Central Highland isolated. We separate from the lowland of the Vietnam. Our spiritual life was a root to relationship with the land, river, and lake and forest. The life of the Mountain Yal in the Central Highland revolved the nature, season, family, and village. Our weapon, crossbow and spear for hunting. But in the last 200 years, the outside world, friend Vietnamese, American, present today to Vietnam, the government, use Central Highland, the outland become a battlefield over 30 years during the French Indochina and Vietnam War. The Mountain Yal were used like a tool of the war and become a victim. As a result, more than 250,000 the Mountain Yal were killed during the war, and 85% their village were destroyed. During the French Indochina War and Vietnam War, the Mountain Yal fought and died for French interests in Vietnam, for America, and especially for the dream of freedom that today the benefit all the Vietnamese in the Vietnam, not Mountain Yal. In 1975, after fall of South Vietnam by the North Vietnamese, millions of the Vietnam, they leave a country and the refugees all over the world. For the Mountain Yal people, they go nowhere. We have to fit in the jungle. We fight for the right of self-determination. Because the Central Highland is the land of the Mountain Yal, is the heart 28 tribe of the people living in the Central Highland. We fought in the jungle alone 70 years without support from outside world. As a result, we lost 8,000, the Mountain Yal died in the jungle. We protect our Central Highland because the land
in the Central Highland in the land of the Montagnard had been recognized by France during the French federal government ruled Indochina and grant autonomy for the Montagnard on May 27, 1946. But this autonomy was destroyed on March 11, 1955 by the President Ngo Dinh Diem, the first president of South Vietnam. Sorry. After 75, as you, all of you know, the Northern Vietnamese occupied the south to Vietnam. They hate the Montagnard because during the war, the Montagnard fought and died alongside with the French and American during the war against the North Vietnamese. After 75, the North Vietnamese immediately established military control the Central Highland and carried the policy against the Montagnard in public. And thousands of Montagnard leaders and preachers and Christians in the jail for 70 years. And at the same time, they brought millions of Vietnamese from the north to the Central Highland occupied the Montagnard land. These the Vietnamese, they hate the Montagnard people. And the many the Montagnard village have to force to leave the land and to leave the village to the hill, the place where they cannot grow crop to make a living. As a result, they face to starvation, disease, and death. So today, this situation, we have to unite, no matter the Vietnamese and the Montagnard, to be one to stand for the people in Vietnam. Thank you very much. Thưa chúng tôi xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Tuyên đến từ thành phố Santa Ana, California. Ông là viện chủ tổ đình Minh Đăng Quang, phó pháp chủ tăng già khất sĩ thế giới, đại diện Phật giáo. Xin kính mời Hòa Thượng Thích Minh Tuyên. Cảm ơn bà Rắc Chi Bông. Xin chào mừng tất cả liệt quý vị. Thứ nhất, Tiến sĩ Lê Phước Sang và toàn thể các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Chào tất cả các đại biểu đến từng các thành phố, các tiểu bang, Canada, Pháp và toàn thể anh em sắc tộc. Xin chào mừng toàn thể hết tất cả những người cao quý, đẹp đẽ có mặt ngày hôm nay tại địa điểm lịch sử này để làm lịch sử. Một tràng pháo tay thiệt lớn, hoan nghênh Mục sư Nguyễn Công Chính, hoan nghênh tất cả những mọi người hiện diện tại nơi đây. Thưa quý vị, tôi xin nói 3 phút thôi và nói 3 điều trọng đại. Điều thứ nhất là một chân lý. Trên đầu chúng ta là trời, dưới chân chúng ta là đất. Chung quanh ở đây là muôn người và muôn vật. Đó là tất cả các ân sủng mà Đức Phật Tổ Đấng Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta. Điều thứ hai là một chân lý. Chân lý đẹp đẽ vô cùng. Giữa muôn đất mênh mông thiên địa như vậy, ơn trên đã ban cho chúng ta một mảnh đất quê hương, gọi là quê cha, gọi là đất tổ, gọi là đất mẹ. Mà nơi đó chúng ta sinh ra lớn lên và sẽ gửi cái nấm xương đền trả lại. Chúng ta yêu thương đất nước của chúng ta. Rồi trong muôn ngàn người, triệu người trên trái đất này thì ơn trên cũng ban cho chúng ta những người là cha, là mẹ, là vợ, là con, là anh em trong gia đình của chúng ta. Chúng ta yêu thương những người yêu thương trong gia đình của chúng ta. Và chúng ta yêu thương một cái gia đình lớn, đó là toàn thể dân tộc
sống trên cái mảnh đất của chúng ta. Và mở rộng ra thì chúng ta nhìn thấy cả cái càn khôn vũ trụ này là anh em, là chị em, là bà con thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta phải yêu thương với nhau, phải kính trọng với nhau, phải đoàn kết với nhau, phải sống và phải chết cho cái rất khó, tức là cho một cái nguyên lý chân chính, cho những cái gì đẹp đẽ và cao cả, đó là hòa bình, đó là tự do, đó là công, công chính. We love our country, we love our people, we love our family, we love all humanity in the planet. We care for our family, we care for our nation, we care for all humanity in the world. So, chúng ta không thể im lặng trước tội ác. Chúng ta im lặng trước tội ác là đồng lõa với tội ác. Do như vậy nên, kẻ nào, thế lực nào, chế độ nào mà tàn phá bầu trời, mà hủy hoại mặt đất và làm tổn hại đến sinh linh vạn vật, thì chúng ta phải lên tiếng. Im lặng trước tội lỗi là đồng lõa với tội lỗi. Hãy đoàn kết cùng nhau, hãy sống và chết cho những lý tưởng đẹp đẽ để xứng đáng là một con người. Cảm ơn tất cả liệt quý vị. Mời bà Jackie Bông tâm thắc. Tội lỗi của tất cả những kẻ làm tội lỗi. Cộng sản là một thế lực, những kẻ độc tài, những kẻ độc ác. Tôi chuyện nhỏ. Thích Minh Tuyên, I would like to just say a few words and summarize a few points. He said that there are three things in life. First of all, we have the universe. And the universe and God gave us our country, our freedom, and we have to love our family, as he said. Then we have to fight for freedom, for peace, and for humanity, for human rights. And we would like to have freedom of expression and freedom of religion. And we need to have all the religions here united. We have to have unity of religions. We have unity, not diversity. And we would like to have all of us here to fight for peace. And we need peace among us. Thank you. Hết sức cảm ơn. It is our honor today to welcome a city council member from the city of Westminster, California. Quý vị xin giới thiệu cùng quý vị một người nghị viên của thành phố Westminster, tiểu bang California. Xin chào đón cô Kimberly Ho. So, just for a moment, she will be here shortly. Chúng ta sẽ một tí và nghe tại thì lúc này chúng ta sẽ có mục sư Ihini đại diện giáo hội Tin lành Việt Nam. At this moment we are is our great joy to welcome Pastor Ihini. He is the representative of the Evangelical Church of Vietnam in here in the United States. So let us put our hands together and welcome Pastor Ihini. Xin cho một tràng vỗ tay và chúng ta đón chào mục sư Ihini. Trời rất là tốt. It's good sun here. Good see everybody in this room. In this yard, I just only have 3 minutes to speak today on behalf of innocent blood of 14 American missionary and million of Montagnard. You are in Vietnam. I speak for you today. We are today, entire time life in Vietnam, and witness our compatriot and suffering discrimination and fear. There will really equality and liberty in minority group in Central Highland of Vietnam. The discrimination situation become worse. Sinh Hanoi regime took control village early 1975. Vietnamese Communist government closed our church and prohibit and gathering the worship to God. Moreover, an illegal invade the house and took away the land without compensation. On yesterday, Benong Mother Village
and Dakpri Namdir Krongkno Province Daknong. They violently attacked the Vietnamese communists. Government pushed the village and fled the jungle and refused. My family member and we escaped in the Cambodia 17 years and we in exile to seek of the freedom of the religious in Vietnam. Over 43 years, the communists took control of Vietnam and the human rights situation, 28 indigenous people group rally that you see today. We stand on alive. Now is the time we gather together to build democracy. Now is the time raised based on spirit, God, and pray for all 54 indigenous group in Vietnamese and to regain their freedom. Now is the time elevated to the people to better to stand the living together. Now is the time to make justice, equality, and real other children. Now is the time we all leader together, tribal gathering, and stand for freedom, justice, liberty, and rebuild our country prosperity. From today, please stand together and pray for our God and walk in spirit together and unite our nation. We pray that shall be marked together and rebalance justice and freedom in Vietnam. We pray every one of you, whole 54 indigenous group, will not turn our heart, our back, and wish our people will be best. My question today, can we achieve justice and freedom of religion for the people in Vietnam? We never sacrifice the goal of communists, but we here, I have a dream. That my dream on one day, Green Hill Central Highland, the son of former slave and the son of former slave owner will be able to sit down together and on the table in brotherhood. I have a dream. Next month, all church, temple in Vietnam will be free, open, practice the freedom of religion for all. I have a dream. Faith. Commitment together, we are surely achieve and freedom and worship our God in Vietnam. And when that happen, and we will stand, we ring the bell, we to see that all children, King man and Ide man, Kahal man and Gentile, Sidang Bur with Jirai Singh raise the voice, Protestant, Catholic, Buddhist and Kaudai, Muslim, Hindu, and share the reason together for peace. Vietnamese Khmer Krom choir will be able to join and sing in the word, hymn spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty. So today, 95 million Vietnamese, we are the beautiful color, diversity, and color, and tradition, and this event. May God bless you and keep you. May God make you face sign upon you and be grace unto you. May God lift up your continent upon and may God give you peace. In the name of Jesus Christ, amen. Thank you. Cảm ơn Mục sư Hini. À, trước khi phần phát biểu của đại diện cao đài hải ngoại của Sinh Cơ Minh, chúng tôi long trọng để tuyên bố mời ông Phạm Trần Anh, một nhà sử học, một người tù bất khuất, đại diện cho Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam đọc tuyên ngôn của tổ chức. Kính mời Quyên Quyên lên. At this time we'd like to welcome Mr. Phạm Trần Anh. He's a historian of our Vietnamese community, and this time he would like to announce the declaration of our convention. Please welcome Mr. Phạm Trần Anh. Hội đồng các sắc tộc và tôn giáo Việt Nam tuyên bố nhận định rằng ngày 10 tháng 12 năm 1948, Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để tuyên dương lý tưởng nhân bản cao đẹp của nhân loại, một khuôn mẫu chung mà tất cả các dân tộc, tất cả các quốc gia phải thực hiện. Mọi người sinh ra đều được bình đẳng, tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền sống làm người, quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng để mọi người không còn nghèo khổ và không sợ hãi bảo quyền. Nhân quyền phải được tuyên xưng như là ước vọng cao nhất của nhân loại.
tuyên ngôn quốc tế nhân quyền lên án các quốc gia nhân danh quyền lợi xã hội để xem thường và khinh miệt nhân quyền, tước đoạt quyền con người, thực hiện những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng khuyến cáo nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền. Thứ hai, điều 2 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã minh định rõ ràng, theo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, lý tưởng về một con người tự do được hành xử là những quyền dân sự chính trị cũng được giải phóng khỏi sự sợ hãi và khốn cùng. Các dân tộc đều có quyền tự quyết, họ được tự do quyết định về chế độ chính trị và tự do theo đuổi hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong đó có những quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Của bản tuyên ngôn quốc tế, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được xem như một mục đích cao đẹp mà các quốc gia dân chủ tự do phải thực hiện. Thế nhưng, sau hơn 70 năm ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà hầu hết các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc vẫn không tôn trọng, mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, nên 85 quốc gia dân chủ trên toàn thế giới đã đồng thanh tuyên bố Potomac trực diện với những vi phạm thách thức lương tri của toàn nhân loại. Thứ ba, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế tục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đã cam kết tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tuân thủ bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Thế nhưng, không những không tuân thủ mà còn tổ chức vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, đánh đập dã man những người dân lành vô tội biểu tình, chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết vào Công ước chống tra tấn những hàng trăm người dân vô tội vẫn bị tra tấn dã man cho đến chết ngay tại trong đồn công an, như trường hợp của công dân Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ tại đồn công an ngày 3 tháng 5 năm 2017. Đặc biệt, theo chính Bộ Công an Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2011 tới 2014 đã có 227 người tự sát hoặc chết vì bệnh, thực tế là do bị đánh đập chết trong đồn công an. Nhận định rằng quyền tự do thể hiện đức tin của mình là một quyền con người do Thượng Đế ban cho về cho mỗi con người, quyền tự do tìm kiếm sự thiêng liêng và hành động một cách phù hợp, bao gồm quyền của một cá nhân hành động nhất quán với lương tâm của mình, là tâm điểm của quá trình trải nghiệm của nhân loại. Các quốc gia không thể nhân danh bất cứ lý do gì để tước đoạt quyền tự do căn bản này, đồng thời phải chia sẻ trách nhiệm trọng đại này để bảo vệ và che chở cho tự do tôn giáo. Thứ ba, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế tục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vi phạm trầm trọng tất cả những điều trên, nên Hội đồng các sắc tộc và tôn giáo Việt Nam nhiệt liệt ủng hộ bản tuyên bố Potomac là một tuyên bố lịch sử của nhân loại văn minh thế kỷ 21. Trong đó, nhà cầm quyền phải chính thức công nhận các cộng đồng tôn giáo không bị bó buộc phải theo nhà cầm quyền để tạo điều kiện dễ dàng cho việc thực hành các tôn giáo của cộng đồng tín hữu một cách tự do và hợp pháp. Các cộng đồng tôn giáo được quyền tự do thiết lập các nơi thờ phượng, dễ dàng đi lại hay tụ họp tại nơi công cộng hoặc chốn riêng tư, tự do tổ chức theo cấu trúc với hệ thống và thể chế riêng, tự do đào tạo nhân sự để phục vụ cho tôn giáo và thành viên của cộng đồng, tự do lựa chọn bổ nhiệm thay thế nhân sự phù hợp với tín ngưỡng và tôn giáo của mình. Nếu nhà cầm quyền phải trả lại toàn bộ tù nhân, trả tự do cho toàn thể tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, phải trả lại quyền sống làm người, quyền làm chủ đất nước cho toàn dân. Nếu không, người dân sẽ bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức với bạo quyền cộng sản. Washington DC, ngày 28 tháng 9 năm 2018, Hội đồng các sắc tộc và tôn giáo Việt Nam. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Cảm ơn vừa bài phát nói tuyên bố vừa rồi của ông Phạm Trọng Anh. The vision of this proclamation in English version will be available next in inside. We sorry we did at this moment we don't have this one translation immediately for all the viewer and audience. I'm sorry for that, but the English version will be available at 12 o'clock. Kính mời quý vị, xin thưa với quý vị, bản tuyên bố vừa rồi là những tuyên bố xác định về nhân quyền, về những cái lý tưởng mà Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam đương đeo đuổi. We want to riff up about this proclamation is the declaration, the proclamation for us, from us to challenge for human rights, the freedom of religion and all the happiness and prosperity for the Vietnamese people in Vietnam. Và chúng tôi xin được giới thiệu diễn giả kế tiếp. Ông tốt nghiệp kỹ nhân quản trị kinh doanh, tư vấn tài chính, chính trị sự đạo Cao Đài, trưởng ban ngoại vụ Liên hiệp Hội Thánh Em và tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại. Ông ta là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt Middle Tennessee đấu tranh tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam từ năm 1994 cho đến nay. Ông ta đến từ thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, trưởng ban ngoại vụ, đại diện Liên hiệp Hội Thánh Em Tây Ninh Hải Ngoại. Xin chúng ta cùng chào đón ông Sinh Cẩm Minh. Dạ, kính cảm ơn chị. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát A Ha Tát. Kính thưa quý cơ quan hành pháp, tư pháp và lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý cơ quan truyền thông và báo chí, quý đồng hương trong nước và ngoài nước kính mến. Kính thưa quý liệt vị, sự hiện diện của các 7 tôn giáo và 30 sắc tộc ngày hôm nay nói lên sự quyết tâm của chúng ta và sự cấp bách của dân tộc Việt Nam đứng trước cảnh mất nước, dân tộc bị diệt vong. Sự hiện diện của chúng ta thay cho người dân cất lên tiếng nói tha thiết của người thân và đồng bào của chúng ta ở trong nước bị bế tắc, tuyệt vọng và đói nghèo, lạc hậu, bất công. Hơn nữa tôn giáo bị chà đạp trồng trồng, bị tiêu diệt bởi Cộng sản Việt Nam. Dân tộc Việt Nam trong tình trạng khẩn cấp bị đồng hóa bởi Trung Cộng. Sự hiện diện ta của chúng ta gửi một thông điệp đến đất nước những yêu chuộng tự do. Dân tộc Việt Nam cần phải có tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Thế kỷ 21 là thế kỷ của kỷ nguyên tự do, dân chủ và nhân quyền. Sự hiện diện của chúng ta là ước mơ của đoàn kết dân tộc Việt Nam đã trở thành hiện thực. Dân tộc Việt Nam đoàn kết trong ngoài hiệp nhất và trách nhiệm và sứ mạng của chúng ta tạo sức mạnh tổng lực để tự cứu bản thân, gia đình và dân tộc Việt của chúng ta. Cầu xin ơn trên ban nhiều phước lành đến quý vị và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi sự áp bức của chế độ Cộng sản, cũng như sớm được tự do, hạnh phúc và nhân quyền. Ladies and gentlemen, the Executive Congress Judiciary of the United States of America, spiritual leader of religions, the press and the media, follow the Vietnamese in homeland and overseas. Today we are the Vietnamese people of 7 different religions and 32 ethnic groups have gathered here to express our determination in praise of the imminent loss of our country. We are here on behalf of our relatives and compatriots who back home live in hopeless poverty and constant injustice. Religious has been severely oppressed and destroyed by the Vietnamese communists in the Vietnamese people, an urgency situation being assimilated by the Chinese communists. We here to send a message to liberalized country. The Vietnamese people must have freedom, democracy, human rights, and religious freedom, and should be in 21st century for every human being.
Our presence today is the result of the Vietnamese solidarity which become a reality. Our responsibility and the mission of Vietnamese from the homeland and overseas alike are to unite together or to save our life, our family, and our country. May God bless the United States of America. May God bless the Vietnamese people so they can be soon escape the repression of the communist regime and become a freedom and democracy country. Thank you. God bless you all. Dạ, xin cảm ơn anh Minh Sinh đại diện. Và chúng ta trong chương trình kế tiếp thì chúng ta sẽ giới thiệu bà Nguyễn Ngọc Sĩ. Bà là đại diện Phật giáo Hòa Hảo Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Lạc sẽ giúp cho chúng ta thông dịch. So in a moment, we let us put our hand together and welcome Mrs. Nguyễn Ngọc Sĩ. She's representative for Hòa Hảo Việt Nam. And we invite also Mr. Nguyễn Tấn Lạc to help us with the interpretation. Let us give them a big hand. Và Nguyễn Ngọc Sĩ xin kính chào đến toàn thể rồi tất cả mọi quý tất cả nơi đây. Dạ. Dạ, đây là Nguyễn Ngọc Sĩ, được sự ủy nhiệm của ông Hội trưởng Tiến sĩ Lê Phước Sang và Phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo. Xin kính thưa toàn thể hội nghị, kính thưa toàn thể khối người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ và hòa bình, nhân quyền, công lý, ấm no và thịnh vượng. Quý vị đều đã biết rằng Phật giáo Hòa Hảo là đạo Phật Việt Nam, một tôn giáo đặc biệt của Việt Nam do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng vào giữa thế kỷ 20, kết hợp triết lý từ bi của đạo Phật và tri ân tu thân của đạo làm người thành giáo lý tứ ân, phù hợp với hoàn cảnh chính trị và xã hội Việt Nam. Từ đó đến nay, Phật giáo Hòa Hảo đã không ngừng phát triển, dù phải trải qua muôn vàn khó khăn, nhất là trong giai đoạn đất nước rơi vào trong kiểm soát của Cộng sản Việt Nam như hiện nay. Với ân đức nước, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã không ngừng gắn bó cuộc sống của những người công dân yêu nước và có trách nhiệm với sự tồn vong phát triển, đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền, công lý, hòa bình, ấm no và thịnh vượng của toàn khối nhân dân Việt. Nhận thức được vấn đề đất nước và xã hội Việt Nam đang rơi vào tình trạng bế tắc. Mối họa mất nước vào tay Trung Cộng đang hiển hiện và xã hội Việt Nam đang mấp mé sụp đổ bên bờ vực thẳm mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dường như không hay biết, thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm đến sự sống chết, đói nghèo của dân tộc, chỉ biết hưởng thụ nhất thời. Với giáo lý tứ ân, Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay là con dân đất Việt, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đứng trước thảm họa diệt vong. Hơn ai hết, mọi người hãy thể hiện bổn phận cứu nguy dân tộc, đồng hành cùng toàn dân chống lại âm mưu hán hóa của Cộng sản Trung Quốc, đánh đuổi bọn xâm lăng phương Bắc, bảo vệ cương thổ, giống nòi hồng lạc theo lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Chừng ấy mới tịnh vô nhất vật, bụi hồng trần rứt sạch cửa không, chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Đây là công tác hàng đầu để xây dựng nền tảng cho công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Điều kiện cho công cuộc vận dụng sức mạnh tổng hợp của toàn khối dân tộc và tôn giáo trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, dân quyền, công lý, hòa bình, ấm no cho toàn thể dân tộc và tôn giáo Việt Nam. Trước khi dứt lời, nhân danh Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin kính chúc đại hội thành công viên mãn, kính chúc đến mọi người lời kính chúc tốt đẹp nhất. Because of the time frame, we only summarize the speech of the Hòa Hảo Buddhism representative. As you know that, okay, Hòa Hảo Buddhism is the Vietnamese Buddhism.
So we actually inherited the four death of gratitude, and we as Vietnamese Buddhism follower, we follow the tradition of the Vietnamese cultures. We share our culture and concern, and we live and fight for all the ideals of the Vietnamese people for freedom, democracy, and human rights. We are here. We'd like to voice our concern with all the people in this time to share our concern about the loss of the country and also the collapse of the country because of the rule of the Vietnamese communists. And we hope the conference of the Vietnamese ethics and religions council to be successful. Thank you very much. Thank you. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Linh Mục Phan Văn Chính đến từ Florida đại diện cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. At this time, we'd like to welcome Father Phan Văn Chính from Florida, speaking on behalf of the Catholic Committee, the Vietnamese Catholic Committee. Please give him a round of applause. Dạ thưa tất cả quý vị lãnh đạo các tôn giáo, thưa quý vị ở trong ngành truyền thông, báo chí cũng như vô tuyến truyền hình, vô tuyến truyền thanh. Tôi xin được hết sức ngắn gọn trong cái buổi nói ngày hôm nay, trong cái buổi gặp gỡ và có tính cách lịch sử của ngày hôm nay ở Washington DC với các niềm tin khác nhau, với các đồng hương khác nhau khi chúng ta còn ở Việt Nam. Người thì ở trên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, gọi là người miền thượng. Và những người ở kinh, có lẽ sau khi cái biến cố năm 75 thì chúng ta đều chịu một cái thảm họa của Cộng sản, để rồi Cộng sản vơ vét hết mọi sự trong tay của họ, từ nhân quyền, từ tài sản, từ những gì chúng ta có, từ tự do. Họ tóm gọn lại hết và họ biến những người mà còn lại ở trong đó trở thành dụng cụ để cho họ dùng theo cái chủ đích của họ. Và biến tôn giáo của chúng ta trở thành dụng cụ. Đó là một số, tôi xin không vơ đũa cả nắm, nhưng mà tôi xin nói có một số. Và chúng tôi sang bên này, hoặc là đi vượt biên, hoặc là quý vị trong HO, hoặc là quý vị ở tù, là cảnh sát quốc gia, là quân đội, khách này cách khác. Rất là nhiều người đi tù, trong đó có tôi và trong đó có mục sư Nguyễn Công Chính mà chúng ta có mặt với mặt, và rất là nhiều, và nhất là nhiều quý vị còn ở tù thời gian dài hơn chúng tôi. Chúng tôi không dám hãnh diện vì những chuyện đó. Chúng tôi ao ước, chúng tôi cầu nguyện để quý vị mà hôm nay có mặt cùng với chúng tôi ở đây, chúng ta có một niềm tin, đức tin, mà đức tin và việc làm hai cái điều đó không tách rời được. Ai mà có nói có đức tin mà không có việc làm, đức tin chết, theo như ông Thánh Gioan, theo cái niềm tin của Kinh Thánh của chúng tôi. Cho nên tôi ao ước và tôi cầu nguyện cho tất cả quý vị, mà tôi ao ước cho cả chính phủ Hoa Kỳ và các nơi, các chỗ ở bên này, phải đưa cái đức tin vào trong cuộc sống. Orare, tức là cầu nguyện, và phải laborare, tức là phải đưa vào làm việc. Cho nên chúng ta phải kết hiệu cái đời sống đức tin của chúng ta với việc làm, với việc làm mục vụ, với việc phục vụ con chiên bổn đạo, hay là các Phật tử ở các nơi khác trong yêu thương. Chúng ta vẫn nói kêu gọi cái sự yêu thương, ta vẫn kêu nói cái sự hiệp nhất, chúng ta vẫn kêu nói để mà có cái justice, hay là có human rights, hay là có freedom. Nhưng mà freedom is not free. Cho nên chúng ta cầu nguyện để cho chúng ta có sức mạnh đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương, để chúng ta chiến đấu để sớm mang lại cái hòa bình cho quê hương của chúng ta mà hòa bình với thế giới nữa, và sớm mang lại cái tự do nhân quyền cho con người của chúng ta. Đó là cái điều tôi xin chia sẻ cùng với tất vị quý vị trong ngày hôm nay. Xin Thượng Đế chúc lành cho chúng ta. God
bless all of you here and bless America. Xin cảm ơn. Dạ thưa, chúng tôi xin giới thiệu luật sư Nguyễn Thanh Phong, đại diện cho cộng đồng người Việt New York. Thưa luật sư Nguyễn Thanh Phong. Xin cảm ơn cô Jackie Bông. Kính thưa quý vị, tôi nhìn chung quanh đây, tôi thấy tất cả những sắc tộc chúng ta, người Việt Nam, người Hà Mông, người Đông Anh, người Chàm, nhưng mà chúng ta phải có cái khí hào tự cho mình là tất cả là người Việt Nam, có phải không quý vị? Phải không? Bây giờ tôi hôn một mấy câu để mình có phấn khởi một chút xíu. Ok, Việt Nam tự do muôn năm, Việt Nam tự do muôn năm, Việt Nam tự do muôn năm. Đại đạo Đảng Cộng sản, đã đó đang công tác. Kính thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là trong chương trình hôm nay thì những bài phát biểu đã bày tỏ ra cái sự ác ôn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mấy chục năm nay. Thì người Kinh, người Chàm, người Hà Mông, tất cả hay là những tôn giáo giống như là Hòa Hảo, Cao Đài, Phật Đảng, Phật Giáo, thì ai cũng đã bị Đảng Cộng sản đó nó chà đạp, giết chóc. Thì chúng ta đầu tiên là phải làm gì? Đoàn kết với nhau. Chúng ta phải đoàn kết mới đánh được tụi Cộng sản. Đây tôi đại diện cho cộng đồng New York, nhưng mà tôi nói chung cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây, ở Hoa Kỳ, và những cộng đồng người Việt tất cả thế giới một lòng chiến đấu dù một hơi thở cuối cùng. Chúng tôi là thế hệ gọi là 1.5, nhưng chúng tôi bắt đầu sẵn sàng và đang cầm đuốc để tiến tới khi ông cha nằm xuống. Mấy chú mấy bác lớn tuổi rồi, nhiều người cũng rất là mệt đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Nhưng bây giờ thì một cái thời gian chúng tôi nghĩ là chín muồi rồi. Chúng ta không có thể được nói là ô, tôi đấu tranh cho nhân quyền cho Việt Nam mà không nói là phải đập phá, tan nát cái Đảng Cộng sản. Tại vì về nhân quyền tự do nó không có đi đôi với Cộng sản được quý vị. Không bao giờ đi đôi được. Tôi nghe những em trẻ nói là tại sao mình không có thể làm gì mà để cho mình có thể đấu tranh được mà vẫn là đừng có đụng đậy. Không được, là không được. Cái chế độ cộng sản là một cái chế độ độc tài, chỉ là đàn ép thì nó vẫn tồn tại thôi. Thì bây giờ chúng ta phải đoàn kết, làm sao với 95 triệu dân ở trong nước để lật đổ cái Đảng Cộng sản, thì chúng ta mới có thật sự là tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin cảm ơn quý vị. All right, I was asked to say something in English, so this way I guess most people would understand. My name is Peter Nguyen. I am the president of the Vietnamese American Community of New York, and I'm going to be this very brief. Basically, I'm very proud that everybody here traveled long distance time and sacrificed to be here. Okay, and I look all around. I don't see Kinh, I don't see Cham, I don't see Montagnard. I see Vietnamese. I see Vietnam. Okay, I don't see Catholics. I don't see Buddhists. I don't see Cao Dai. I see Vietnamese, and we should be proud of that. Okay, and we must band together to help our brethren, our family, brothers and sisters in Vietnam to escape the communist regime, the totalitarian regime of Vietnam, the oppressive regime of Vietnam have killed millions, not just thousands, millions of Vietnamese. That means your brother, sister, uncle, aunt, friends.
We must band together. Again, Vietnamese community, we have been fighting and we've been spearheading the fight for freedom for Vietnam, and that we cannot say we work with the communist government. We must overthrow the Vietnamese government. That is the only way we achieve freedom, human rights in Vietnam. Thank you. Và người kế tiếp là một đại biểu cũng rất là quan trọng trong buổi sáng hôm nay. Và tên của ông đó là ông Lê Thành Quang. Và ông cũng là một cựu sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Và ông đã trải qua 11 năm tù khổ sai từ năm 1975. Và sau đó ông đã trở nên là một những thuyền nhân và đến đất nước Mỹ vào năm 1988. The next speaker is also a very speaker today. He's also a former high-ranking officer in former Vietnam, and he was in the labor camp and in prison for 11 years since 1975. And after that, he came to the United States as boat people. Let us put our hands together and welcome Mr. Nguyễn Thanh Phong. Xin ta trong tràng pháo tay và mời chú Nguyễn Thanh Phong, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở tại Philadelphia. Xin lỗi, Lê Thành Quang. Lê Thành Quang, chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị, đặc biệt là xin kính chào tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Cách đây 70 năm, bản tuyên ngôn quốc tế dân quyền đã chỉ rõ: thứ nhất, phẩm giá và quyền sống của con người được gọi là nhân quyền, là căn bản cho các quyền tự do, công bằng và phát triển xã hội. Thứ hai, mọi sự xâm phạm nhân quyền từ bất cứ một thế lực nào đều được xem như là một trọng tội xúc phạm tới lương tri của nhân loại. Các quyền lợi về trật tự công bằng, tự do tôn giáo dân tộc cũng như nền hòa bình thế giới đã được thiết lập trên ý nghĩa cao cả của hai chữ nhân quyền. Chúng ta đang hiện diện ở đây để cùng nhau trao đổi những cái vi phạm nhân quyền của các chế độ độc tài, cụ thể là các quốc gia cộng sản như Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Cộng, Hồng Kông và Bắc Hàn. Đặc biệt tại Việt Nam chúng ta, nhân quyền đã bị chà đạp bằng những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, gian manh nhất thế giới. Qua tài liệu thế giới đã ghi nhận, xã hội Việt Nam đã và đang băng hoại, đạo đức không còn là nền tảng của sự giáo dục con người. Nền văn hóa cổ đại Việt Nam trên 4.000 năm đã mất hẳn những bản sắc tốt đẹp đáng kính. Xảo trá lừa gạt xuất hiện, con người không còn tin nhau, dối trá là phương châm để tồn tại, để hài nhau và để sạch hiểu nhau. Tôn giáo tại Việt Nam bị đàn áp trầm trọng, mà chúng ta đã nghe cách đây 30 phút bài phát biểu của mục sư Nguyễn Công Chính, một nhân chứng, một chủ chiên tin lành và từng là nạn nhân bị bức hại và bị tù đày tra tấn tàn bạo hơn 10 năm, vừa được chính phủ Hoa Kỳ đặc biệt can thiệp, vừa xuất hiện ở tại đây chưa quá một năm. Ta quyền cộng sản đã âm thầm cho thuê ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc với thời hạn 99 năm, đồng nghĩa với cái sự bán nước cho Trung Cộng. Ban hành luật an ninh mạng nhằm bịt miệng người dân, một phương thức quỷ quyệt che giấu cái thực chất chà đạp nhân quyền. Hiện tại đất nước Việt Nam thân thương của chúng ta đang trên bờ vực thẳm trở thành một tỉnh của Trung Cộng, dân tộc Việt Nam trên đường hàng hóa. Như vậy hồi nay ông mục sư Nguyễn Công Chính đã hỏi rằng chúng ta phải làm gì, và chúng ta đang trả lời câu hỏi chúng ta phải làm gì. Hoạt động của chúng ta hiệu quả hay không hiệu quả là do đoàn kết và đường lối hoạt động cùng phù hợp với chính sách chung của tất cả các cái quốc gia tự do trên thế giới. Hạ tuần tháng 7 năm 2018 vừa qua, mục sư Nguyễn Công Chính đã được mời làm diễn giả duy nhất phát biểu tham luận về sự bức hại tôn giáo nhân quyền trong một hội nghị quốc tế do Victim of Communism Memorial Foundation tổ chức. Và hôm nay, hội nghị các sắc tộc và tôn giáo Việt Nam do Hội đồng các sắc tộc và dân tộc và tôn giáo độc lập chủ xướng đang tiến hành, đang cùng nhau thảo luận đường lối hoạt động cho phù hợp với những cái nhu cầu cấp thiết cũng như dài hạn cho tương lai một Việt Nam không còn cộng sản, độc lập, tự do, hạnh phúc và phú cường. Tổ chức nào cũng phải chịu nhiều bữa rượu dư luận từ những người không đồng tình, từ những người chống phá vì những cái lý do khác nhau. Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam hôm nay cũng không là ngoại lệ. Chúng tôi nhận định rằng hoạt động của hội đồng này với viễn kiến
nhân bản qua sức mạnh dân tộc, đã coi việc vấn đề giáo dục thuyết phục con người qua tinh thần hóa chuyện nhân quyền không hề có dấu hiệu của một phong trào đảng phải chính trị chủ trương giành chính quyền bằng những phương thức bạo động quân sự như bọn xấu đang nỗ lực rêu rao và tuyên truyền. Thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia Philadelphia, chúng tôi long trọng tuyên bố ủng hộ đường lối chủ trương hội đồng của các dân tộc và tôn giáo Việt Nam do mục sư Nguyễn Công Chính lãnh đạo. Kính chúc hội nghị thành công. Trân trọng kính chào tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, at this time it is my honor to introduce to you our next guest speaker. She is the ambassador, the human rights of United Nations. Please welcome Princess Amor. Quý vị xin trân trọng giới thiệu lời phát biểu kế tiếp là của một người đại sứ của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón Princess Amor. Good morning to all of you. Morning. Yes. I am from the Royal House of Baloy, one of the 17 royal institutions of the Philippines. I am also the founder of We Care for Humanity, which advocates human rights, world peace, eradication of poverty, women and men, children empowerment. And I also represent the Global Community Foundations based in Los Angeles, which we aim to provide resettlement program for the displaced Vietnamese in Belize. And this I will explain later on. This is a project with Mr. Tony Nguyen. If you know him, he's from California. So my name is Maria Amor, and I am a Filipino-American. But I stand here before you not as a citizen of any nation, but as a human being and a woman whose rights was oppressed from the moment I was born. The right to choose my own religion for the very obvious reason